các bạn. À là quan quên quên mất. Gieo ạ, trở gọi trở lại channel của mình ăn nấm đây. Đấy, nó phải thủ tục đàng hoàng. Các bạn thì từ cái ngày lớn lên sinh ra đến giờ thì mình chủ yếu là dùng laptop thôi. Thành ra là việc tự build cho mình một chiếc PC hay là tự sờ tay vào những linh kiện PC đó, nó là một cái gì đó khá là xa xỉ. Và đến tận khi mà mình làm review hơn một năm nay thì mình vẫn chưa biết lắp một cái PC nào nó ra hồn cả. Cái. Vì vậy hôm nay mình sẽ chạy qua bên hàng phát để mà tự lắp cho mình bộ PC. Và khả năng cao sẽ không thành công, nhưng mà mình chắc chắn là với cái đầu óc thiên tài của mình ấy, dễ mình là thằng ăn hại lắm. Thôi cùng xem video nhá. Teleport nào. Pew. Thì bộ PC hôm nay mình lắp nó sẽ có những linh kiện rất là căn bản thôi, như kiểu là 10603G này, main 360 Pro 4 này, hay là con này là i3-8100, và chúng ta sẽ có thêm cả một chiếc SDM2 nữa. Đến giờ không biết lắp, giờ sao ta? Nghịch thử phát nhá. Thì chúng ta phải làm việc đầu tiên đó chính là lắp chip vào main. Wow, thì ra đây là một cái main ạ. Thật là các bạn là từ bé đến giờ là mình toàn nhờ qua bên anh phát lắp hộ thôi, chứ có bao giờ là được tự lắp ngay đâu, cảm giác run vãi. Đây là đồ đi mượn các bạn, thành ra là ấy, nếu mà lắp hỏng ấy thì là đồng nghĩa với việc là mình sẽ phải đền, và việc đền nó không vui vẻ như các bạn nghĩ đâu. Wow, à đau tay quá. Hóa ra là tất cả phần dưới này ấy, nó có mấy cái chọc ra ngoài ấy, thành ra là anh em cầm cho cẩn thận nhá, mình thấy đau tay phết rồi. À, chúng ta sẽ để gọn vào đây. Thì đây là con B360 Pro 4 thì nó có tận 4 khe RAM với cả 2 khe cắm VGA. Thì được rồi, sau khi mở hộp chiếc main ấy thì giờ đến chip. Thì con chip này là i3. Mở hộp vào đâu? Khó quá ấy. Anh em nên giữ lại cái hộp này nhá, tại vì nó sẽ là hộp bảo hành đấy. Mà mất cái này thì khó bảo hành chip lắm. Được rồi, bên trong thì chúng ta sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng cùng một cái sticker. Và đây là quạt tản nhiệt. Đó, thì ở ngay phía dưới. Oh, fuck. Ngay phía dưới nó có keo tản nhiệt luôn anh em ạ. Đây chúng ta sẽ lắp chip mà main. Thì đây là con chip i3-8100 mà nhìn nó đẹp đẽ vậy. Mình không ngờ rằng trong cái quản tản nhiệt này nó tra luôn keo tản nhiệt vào đây. Ngày trước mình cứ tưởng nó sẽ tra vào chip, bây giờ tra vào đây. Rồi, nào bắt đầu lắp nào. Wow, ngạc nhiên đấy. Nhưng không sao, xong rồi. Và cái phần 3 pin này thì mình sẽ cắm vào đây anh. Rồi, bây giờ đến phần hay ho hơn, đó chính là phần lắp RAM. Lắp RAM thì đơn giản, vì con main 360 này nó sẽ có tận 4 khe RAM ấy. Nhưng mà trong bài build này chỉ có một thanh thôi. Các bạn có thể hoàn toàn nâng cấp một cách dễ dàng, thì việc làm RAM cũng dễ thôi. Thì mình nhận ra là mỗi cái này nó sẽ có một cái đoạn khắc như này đúng không? Thì bên này sẽ ngắn hơn bên này. Các bạn chỉ cần nhìn vào main thì xem cái nào ngắn hơn thì để vào cho đẹp. À, nếu không thì khả năng cao sẽ không được. Thì xong phần RAM với chip rồi. Mẹ như con gà vậy, kém quá. Thế này sao mà làm việc cho đất nước được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp đến cạc màn hình. Cạc màn hình này sử dụng là 10603G, con này mạnh mẽ lắm. Bên trong là sẽ có xốp này, mình sẽ có một con cạc. Bộ này đóng gói rất là nhẹ nhàng, một con cạc và một sách hướng dẫn sử dụng mình sẽ không bao đọc, để mình không biết chữ. Sau khi mình tháo cam mình ra, mình nhận ra là phải lắp cái thẻ M2 trước thì mới lắp đến cái cam màn hình. Đó, đây là thẻ M2. Thì cái này nó là SD 100 bao nhiêu GB đây, 128 GB. Thì nó khá bé đúng không? Mình thấy nó bé vậy. Các bạn, đời không như là mơ. Đúng không? Mình đã qua bên Nam Phát, có anh em nhiệt tình chỉ dẫn, rồi hướng dẫn các thứ để mà có thể lắp được bốn bộ PC cho ra hồn rồi. Cũng có cái gì đâu, chỉ là lắp vào xoắn nốc và xong. Thế nhưng mà mình cảm thấy ăn hại quá, bởi vì đến tận bây giờ mình vẫn chưa hoàn thành xong bộ PC đấy. Mà Nam Phát nó đóng cửa, thành ra mình mới phải đi về. Đau. Nhưng mà các bạn đừng lo, thua keo này là 7 keo khác. Thì lần này qua bên Nam Phát thì mình đã chưa build được bộ PC nào nó ra hồn. Thế nhưng mà thời gian lần tới thôi, mình sẽ xin build một bộ PC tầm 50 củ. Đấy, tự mình build luôn cho nó nảy nọ. Còn hỏng hay không mình không rõ. Cái gì mà không build được qua bên đấy làm tội gì. Tuy thử thách này thất bại nhưng mà
mình đã học ra rằng việc BBC nó không dễ. Mấy cái thằng ngu học như mình mà biết BBC, mấy ông ấy chỉ chết đói thôi. Vậy các bạn nghĩ sao việc BBC nó có dễ không? Đúng là việc lắp vào thì dễ thật, nhưng mà phần DJ thì thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đã từng BBC chưa? Hãy comment cái hoàn cảnh tệ nhất mà các bạn từng gặp lúc BBC nhá. Mình thì may không hỏng đồ của mấy ông đấy. Hên vậy.